này dạy em cách gọi là chôn đúng gối. Thật ra thì nói thật mọi người, một cách chôn đơn giản nhất đó là đi chôn thôi. Một cách chôn đơn giản nhất thì là mọi người đi chôn thôi, và cái thứ hai là mặt dày. Nhưng mà em không mặt dày. Hả? Em không mặt dày. Không mặt dày thì theo anh thì mình đi làm văn phòng thôi chứ còn không làm được chôn đâu. Đây đây đây. Anh Thế ơi. Đây anh Kiên anh ơi. Chào anh em nhé, chào cả nhà nhá. Anh Chính. Hello. Ok mọi người nhá, đám cưới của Kiên Trổi Phạm Tư nó như thế này này. Ok anh em ơi, không có gì nói, anh em mình bay nhiệt tình nhá, không cần nhạc anh em nhá, chúng mình luôn, không cần nhạc đâu. Về cái sau, anh em ơi, về cái sau anh em nhá. Ok anh em ơi, nói chung là ngày hôm nay mình thấy rất là vui, nhưng mà không chưa phải là ngày chính, nhưng mà đã đông anh em này. Thì ngày mai hẹn anh em ngày mai anh em nhé. Ngày mai ngày 24 tháng 9. Anh em ơi, ngày mai giờ sang nhà gái đúng không anh? Giờ sang nhà gái đúng không anh? Bây giờ là chúng tôi sẽ sang nhà gái để quẩy lát nhà gái luôn. Sau đó tôi sẽ di chuyển về nhà trai để bọn tôi quẩy lát bên nhà trai. Đấy. Sẽ quay quay sau đúng không anh? Anh em ơi, tôi nói nhiều hẳn cả dòng rồi. Anh ơi, đến trăm mạng rồi anh. Mày trăm mạng. Từ để em nhảy xuống em review ạ. Trăm mạng đi mà đánh nhau thì không biết đánh nhau anh em nhỉ. Nhưng mà bây giờ đánh nhau thì 100 người thì có 10 người dám đánh thôi. 90 người sợ chạy đúng không? Hello anh em. Ừ, quay anh em đây à, quay cho mọi người, dí cho mọi người xem luôn anh em nhá. Đây anh Thanh Béo. Hello từng người một đi. Hello. Vui vui thôi. Hello. 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 Yeah. Anh Trường nha. Đông quá không quay được. Hello chào anh em nhá. Tiền là anh đã cứ kiên lành đến 3 ngày đúng không? Anh Hòa à? Ok. Là anh phải lên từ 3 hôm trước. Từ hàng hôm trước. Anh Tài nhá. Mấy anh em mà sự giỏi không về là xin nhận tin điểm. Hòa. Anh em bắt tay cái. Về nhà với cái vui vẻ nhá. Ok ok. Không mà sao không sang uống rượu thế? Mai hai anh em uống. Anh Thiêm. Ok, hello anh em nhá. Chào mình nhá. Đã già tôi. Không. Tôi đấy. À, thôi thằng này đéo quay. Ok á. Bạn Huy trưởng Vlog. Bạn. Tôi mình chơi show Vlog nha. Rồi. Báo. Hey, slow anh em. Biếu cassette nhưng mà tính. Đúng không? Hello anh em nhá. Đông á. Tôi đã biết quay đến này rồi cơ. Đã bảo rồi. Hello mọi người. Hello mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Hello mọi người nhá. Này quay rồi đi ra. Quay đâu quay. Tôi để ta quay những người mà chúng đứng không gì. À đây. Sơn. Lên mọi người nhá. Đây bạn anh Kiên. Anh Thế nha. Đây. Anh Thế ơi. Cây anh Kiên anh ơi. Chào anh em nhá, chào cả nhà nhá. Anh Chính. Hello. Đây anh camera nha. Anh Kiên bảo không, anh Kiên gọi Sinh ơi. Đi vậy. Các anh Kiên đang xem mọi người. Chào đi anh Kiên bác chào. Hello nha, xin chào mọi người nhá. Đây là anh bạn của anh Kiên. Từ với xem Kiên đi đâu rồi. Đây là đây. Đang chụp ảnh. Đây nhỉ.
Chào anh em nhá. Nhận 8 bao bì cho tất cả anh em. Nhận Quấn. Hello mọi người. Đồng quá tôi đéo biết quay ai luôn. Mày ơi, cho mượn bot. Mẹ thằng anh bảo tí đéo thi uống. Mà chưa đéo uống. Chưa đi kìa. Đấy đâu. Tí mày, thả tí tao đi. Uống uống nào. Mua có bia thì cái đấy cũng tính. Buồn. Mẹ bố phô luôn, mày chỉ gà bố phép. Mai đi đâu uống với tôi, đéo uống. Ui cái đấy giờ không uống. Thôi để mai, nhận mai nhá. Ừ. Tí nữa. Thế kỳ tí nữa làm xét. Ừ, được. Đông quá tôi đéo quay hết anh em ạ. Đây. Đây anh em ạ, mày lạc máy quay anh em ạ. Em đang đi review anh ạ. Ok anh em ạ, bọn tôi đang đợi xe đến. Anh em nhìn thấy xe này. Đồng của anh ạ, đồng đi. Em cứ gì đi thôi. Như trường học anh em ạ, như trường học luôn. Anh em biết được cái trường học của nhà không? Thì đám cưới tôi nó như thế. Em gì review hết mà thiếu mỗi anh Tài. Thế à? Anh Tài đâu nhỉ? Từ cho em. Chị kiểu như là anh Tài. Thông ơi. Anh em đi chơi. Anh nói thật mọi người là anh cũng khá là say, bởi vì hôm nay khá là vui. Say thì thôi anh chơi xin cho anh. Say thì phải chụp ảnh thôi. Từ đây em chụp á. Đây em chụp luôn. Đây. Phải đồng áng. Em cứ làm như một mình em có máy. Một mình em có máy mà. Anh cười, anh cũng cười. Chụp tiếp đây em ơi. Cái gì cũng được này. Ok. Được rồi. Chưa chụp ảnh. Chụp ảnh. Ở đây không nhưng anh Tài dạy em cách gọi là chôn đúng gối. Thật ra thì nói thật mọi người, một cách chôn đơn giản nhất đó là đi chôn thôi. Một cách chôn đơn giản nhất thì là mọi người đi chôn thôi, và cái thứ hai là mặt dày. Nhưng mà em không mặt dày. Hả? Em không mặt dày. Không mặt dày theo anh thì mình đi làm văn phòng thôi chứ còn không làm được chôn đâu. Ok mọi người à, thôi chắc là mình sẽ tắt cái video ở đây. Bởi vì là khá là dài rồi anh em ạ. Lát lên xuống nhà gái thì mình sẽ quay cho mọi người xem sau nhá. Bởi vì là máy mình hết pin ấy, em thông cảm nhá. Đấy, quay cho mình từ một xíu thôi. Mọi người biết là mới biết qua được, đúng không? Ok anh em, bye bye. Cho tôi ta bài ca
Thank you.